thực hiện kế hoạch cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, Công an thành phố Rạch Giá đã và đang tập trung quyết liệt với tinh thần vì nhân dân phục vụ, đã có nhiều ý tưởng cách làm hay để hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc đi lại làm căn cước công dân. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người già yếu, bệnh tật, khó khăn trong vận động, không phải đi lại vất vả, thì Công an thành phố Rạch Giá đã bố trí xe chuyên dụng để mà đưa đón tận nhà thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Công an thành phố Rạch Giá, rất đông người già, người bệnh tật được các cán bộ chiến sĩ túc trực đưa xuống xe rồi di chuyển vào khu vực làm căn cước công dân. Mặc dù số lượng đông nhưng các cán bộ chiến sĩ làm việc tại đây tận tình hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Tất cả diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo quy trình công tác và quản lý thẻ căn cước công dân. Bà Nguyễn Thị Sáu, cư ngụ phường Vĩnh Thanh Dân, thành phố Rạch Giá, bị tai biến liệt nửa người gần 3 năm nay, được lực lượng công an bố trí ô tô đến nhà, đưa đến điểm làm căn cước công dân. Để bà không chờ đợi lâu, các thành viên trong tổ tiến hành thu nhận, đối chiếu thông tin, lăn tay, chụp ảnh. Khi đã thực hiện xong các thủ tục, bà được tổ công tác đưa về nhà. Tôi đi không được, thành ra bữa nay là mấy chú lại đưa tôi đi, rất cảm ơn. Với sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an thành phố Rạch Giá, ông Lâm Ngọc Thành, 73 tuổi, cư ngụ phường Vĩnh Thanh Dân, đã hoàn thành xong các bước làm căn cước công dân một cách nhanh gọn, chính xác. Được mấy chú công an đưa đi, tôi cũng thấy rất là nhiệt tình và thấy chính quyền cũng giúp đỡ cho những người già để làm giấy tờ. Hiện thành phố Rạch Giá có khoảng 265.000 nhân khẩu, trong đó có 218.000 người trong độ tuổi cấp căn cước công dân. Đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố đã cấp cho trên 185.000 trường hợp, đạt 87%, còn lại khoảng gần 30.000 trường hợp chưa được cấp căn cước công dân. Hiện Công an thành phố Rạch Giá đã bố trí 4 xe chuyên dụng để hỗ trợ đưa đón người dân làm căn cước công dân, hơn 20 chuyến xe mỗi ngày với khoảng hơn 80 người già đi lại khó khăn ở phường Vĩnh Bảo, Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh Dân, được thực hiện thủ tục làm căn cước công dân trong ngày 2 tháng 11 năm 2022. Bố trí là gồm 2 tổ, 1 tổ tại chỗ, 1 tổ lưu động, thì chia ra gồm 3 ca, thì 1 ca gồm có là 5 đồng chí, gồm 2 đồng chí nhận hồ sơ, 2 đồng chí lăn tay, 1 đồng chí chụp hình. Thì chia ra 3 ca thì một tổ thì gồm 15 đồng chí để luân phiên nhau ca để thực hiện cấp căn cước công dân. Thì đó thì cấp căn cước công dân thì bắt đầu từ 7 giờ đến 23 giờ. Nếu mà còn người dân nữa thì cán bộ sẽ thực hiện làm tiếp tục, chừng nào hết dân thôi. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Công an thành phố Rạch Giá đã triển khai quyết liệt đến các tổ nhân dân tự quản, tham mưu cho cấp ủy, ủy ban, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng hỗ trợ lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ 90 ngày đêm, để đến ngày 15 tháng 12 năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu những người dân trên địa bàn thành phố phải được cấp căn cước công dân. Hiện Công an thành phố Rạch Giá đã đề nghị các địa phương trên địa bàn tiếp tục rà soát những trường hợp là người già yếu, người khuyết tật, người già neo đơn để Công an thành phố xây dựng kế hoạch bố trí thời gian đến làm căn cước công dân tại hộ gia đình, đảm bảo tất cả mọi người đều có thẻ căn cước công dân. Đây cũng là cái trách nhiệm và cố gắng trong thời gian tới là sẽ quyết liệt hơn nữa, nhất là những cái cụ già lớn tuổi thì lực lượng Công an thành phố sẽ bố trí xe, phương tiện đi tận nhà để rước các cụ lên những địa điểm gần nhất nơi mà Công an thành phố đang cấp để làm sao mà thuận tiện cho các cụ để thực hiện nhanh chóng nhất, và sau khi thực hiện xong thì đưa các cụ về nhà. Còn những trường hợp mà các cụ mà bị bại liệt hay bị tai biến thì lực lượng công an sẽ bố trí máy đến tận nhà để cấp cho các cụ trong cái thời gian tới. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết hiệu lực sử dụng. Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được tích hợp các thông tin là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế sổ hộ khẩu. Vì thế công dân đủ điều kiện được cấp nên tranh thủ thời gian đến trụ sở công an để thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân.